với các anh chị là bên cạnh đó mà cũng có rất là nhiều tư vấn viên cũng muốn bổ sung thêm nhiều cái sản phẩm bổ sung cho khách hàng của mình, nhưng mà họ lại e ngại rằng là làm sao có thể kèm thêm sản phẩm bổ sung nhiều nhất, tối ưu nhất và chiếm tổng phí của sản phẩm bổ sung là 15% so với tổng phí đóng của trọn gói bảo hiểm, để chúng ta có thể tối ưu hóa cái quyền lợi cho khách hàng cũng như là cái quyền lợi hoa hồng cho đại lý. Mà trong khi đó thì thời điểm hoàn vốn của sản phẩm chính khá là xa, thì làm sao chúng ta có thể thuyết phục được chính bản thân mình cũng như là khách hàng của mình? Đối với cả cái băn khoăn này ấy, thì Nhung chỉ muốn hỏi mọi người một câu, đó là tại sao mọi người lại e ngại khi mà không thiết kế kèm thêm sản phẩm bổ sung cho khách hàng nhỉ? Bởi vì mình hiểu đúng không? Khi mà một cái gói sản phẩm chính, nó sẽ là một cái gói bảo vệ cái giá trị sinh mệnh lớn nhất cho khách hàng, đồng thời tạo dựng cái quỹ tài chính trong tương lai cho gia đình khách hàng trong bất kể cái trường hợp nào rủi ro chẳng may có thể xảy ra. Thế còn ý nghĩa của sản phẩm bổ sung là gì ạ? Sản phẩm bổ sung là sản phẩm khách hàng, người được bảo hiểm sẽ sử dụng trong quá trình sống, đúng không ạ? Do vậy thì không có lý do gì mà chúng ta lại không thiết kế kèm thêm các sản phẩm bổ sung vào gói giải pháp cho khách hàng, để khách hàng có được một cái quyền lợi toàn diện nhất trong quá trình sống, đúng không ạ? Ví dụ như Nhung chẳng hạn, thì đa phần là phần lớn phải đến hơn 90% tất cả các giải pháp mà Nhung thiết kế cho khách hàng đều có bao gồm sản phẩm bổ sung. Đối với UL4 hiện nay thì trong sản phẩm chính chúng ta cũng đã có rất nhiều các cái quyền lợi tối ưu. Tuy nhiên chúng ta vẫn nên thiết kế thêm cho khách hàng sản phẩm bổ sung liên quan đến như là y tế, nằm viện, đúng không ạ? Thẻ HSIU, nằm viện và phẫu thuật, hoặc là thẻ CHR 2.0, hoặc thêm một chút sản phẩm bổ sung liên quan đến bảo hiểm toàn diện bệnh hiểm nghèo. Đó. Thế còn việc thiết kế như thế nào thì nó sẽ tùy vào cái nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng, mà tư vấn viên chính là người sẽ thiết kế nên cái giải pháp đó. Hồi nãy Nhung có nói là 90% là hầu hết Nhung đều kèm các sản phẩm bổ sung vào trong gói sản phẩm cho khách hàng của mình, và đặc biệt là cái sản phẩm bảo hiểm trọn vẹn cân bằng này á. Tại vì cái tên sản phẩm là sản phẩm chính là bảo hiểm trọn vẹn cân bằng, nhưng mà mình muốn trọn vẹn hơn hết thì mình phải bổ sung thêm những cái sản phẩm bổ sung này, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà Nhung bổ sung vào những cái sản phẩm bổ sung, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe như thế này nè, thì cái khoản phí đóng nó sẽ dôi lên khá là nhiều, và cái khoản phí này nó sẽ không có giá trị hoàn lại. Thì trong khi đó thì cái khoảng thời gian hoàn vốn của sản phẩm chính sau này thì khá là xa. Thì Nhung có gặp phải là những trường hợp khách hàng họ biết cái điều này và họ từ chối, và Nhung đã xử lý điều đó như thế nào? Nhung muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, đó là sản phẩm trọn vẹn cân bằng, đúng không ạ? Là chúng ta hướng tới một cái gói giải pháp để có thể bảo vệ toàn diện nhất, để đảm bảo cho khách hàng có một cái cuộc sống sống vui, sống khỏe, sống lâu và sống trọn vẹn bên gia đình, đúng không ạ? Thế thì cái quyền lợi của các sản phẩm bổ sung liên quan đến có thể là y tế, nằm viện hoặc chăm sóc sức khỏe sẽ chính là những cái quyền lợi mà góp phần bảo vệ cũng như là chăm sóc khách hàng được toàn diện nhất trong toàn bộ cái quá trình sống vui, sống khỏe của họ. Thế thì khi mà một số khách hàng cũng có cái thắc mắc như vậy ạ, đúng không ạ? Ô thế cái sản phẩm bổ sung này là phí không tích lũy à? Thế thì anh chị bị phí rơi à, mất phí à, đúng không ạ? Thế có thể là lúc đầu thì họ cũng sẽ phản kháng như vậy, hoặc là họ sẽ đưa ra một vài lý do và thôi, thế thôi, đừng đưa vào nữa, anh chị chỉ cần cái phần tích lũy thôi. Thế thì cách giải quyết của Nhung là Nhung sẽ quay lại cái giá trị cốt lõi là anh chị mong muốn tham gia bảo hiểm để làm gì, đúng không ạ? Anh rõ ràng là anh chị sẽ mong muốn tham gia bảo hiểm để được bảo vệ, để được yên tâm về mặt sức khỏe, để được yên tâm về tất cả các cái trường hợp mà chẳng may bất chắc trong cuộc sống có thể xảy ra đối với cả gia đình mình, đúng không ạ? Thế thì bảo hiểm là để bảo vệ. Vậy thì anh chị có muốn là khi mà anh chị ốm nhẹ này, đúng không ạ? Ốm nhẹ đơn giản là sốt thôi, vào viện truyền nước một vài hôm, cũng có bảo hiểm đứng ra đồng hành hỗ trợ chi phí cùng anh chị. Đến những cái trường hợp nặng hơn như nằm viện chăm sóc sức khỏe, ốm đau, đúng không ạ? Hay là anh chị chỉ mong muốn là chỉ những cái trường hợp nào rủi ro lớn nhất xảy ra thì anh bảo hiểm mới đứng ra chi trả, đúng không ạ? Đó, thì cái cách của Nhung là Nhung sẽ quay trở lại cái vấn đề giá trị cốt lõi
khi mà khách hàng mong muốn tham gia bảo hiểm là gì? Là để bảo vệ. Thế còn rõ ràng là cái thời gian hoàn vốn hay không á, thì nó là một cái câu chuyện sau này của tương lai. Rất nhiều khách hàng, Nhung sẽ đưa ra cái câu chuyện như là rất nhiều khách hàng của em tại thời điểm này có thể họ sẽ chỉ chọn là tham gia 10 năm, 15 năm. Nhưng mà đây là một hiện tại đối với UL4 là một hợp đồng bảo vệ trọn đời. Cái thời hạn đóng phí thực ra nó chỉ là cái thời hạn dự kiến thôi của khách hàng thôi. Còn đóng phí hoàn toàn có thể linh hoạt. Hiện tại có thể anh chị chọn là 10 năm, 15 năm. Nhưng sau đó khi mà anh chị thấy là ô anh chị đóng phí càng dài thì giá trị tích lũy lại càng lớn và giá trị bảo vệ lại càng lâu dài, thì rất có thể là tại thời điểm đó anh chị lại mong muốn được bảo vệ lâu dài hơn, anh chị lại tiếp tục tham gia đóng phí, đúng không ạ? Thì sau này, sau rất nhiều các khoảng thời gian này thì cái khoản tài chính tích lũy cho tương lai của anh chị lại càng trở nên vững chắc hơn, đúng không ạ? Đó, thì cái cách của Nhung là sẽ hướng về cái giá trị cốt lõi của bảo hiểm. Chứ chúng ta đừng quá là chăm chăm vào cái việc là điểm hòa vốn hay là phí cái phí sản phẩm bổ sung bị mất đi, không được tích lũy. Từng đấy năm, cái quan trọng hơn hết là khách hàng yên tâm được bảo vệ từ những cái trường hợp rủi ro, hoặc từ những cái trường hợp bất trắc nhỏ nhất đến những cái sự kiện không mong muốn lớn hơn. Cảm ơn Nhung rất là nhiều. Không biết còn chị Diễm thì như thế nào ạ? Thì chị Diễm cũng nghe qua về câu chuyện tư vấn khách hàng của bạn Nhung, thì bạn Nhung tư vấn rất là hay, đầy đủ và chi tiết, rất là sâu sắc. Tuy nhiên chị Diễm thì cũng có những cái cách tư vấn của mình cũng giống y chang như bạn Nhung. Nhưng mà trong lúc đầu là chị Diễm tìm hiểu nhu cầu của khách nè, rồi phân khúc từng đối tượng khách hàng của mình để có thể gửi vô những cái quyền lợi bảo hiểm phù hợp nhất. Nhưng quan trọng là vừa qua, giống như tình hình dịch bệnh, Diễm cũng mong muốn nhắc lại là vì do khách hàng của mình cũng có gặp phải trong những đợt dịch như thế, thì Diễm sẽ tư vấn đầy đủ những cái quyền lợi sản phẩm là về sản phẩm chăm sóc sức khỏe để có thể gói vào trong sản phẩm UL4 của mình. Và bên cạnh cái sản phẩm hờ siêu, đó là sản phẩm nằm viện và phẫu thuật. Và bên cạnh cái hỗ trợ chi phí nằm viện, Diễm cũng phải gói vào. Và song song bên cạnh đó như quyền lợi bảo hiểm toàn diện bệnh hiểm nghèo nữa. Vì đâu đó có những khách hàng của Diễm chẳng may là rơi vào căn bệnh ung thư giai đoạn đầu, thì cũng có một khoản tiền để chữa cho lành bệnh nè. Rồi song bên cạnh có những cái khoản nặng hơn như là sẽ được nhận ở mức độ 2 và mức độ 3 thì mới đủ để cái tiền để có thể quá trị, xạ trị cho khách của mình. Và bên cạnh đồng thời Diễm hay hướng cho giúp khách hàng của mình hướng đến cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe, là bởi vì có một cái dịch vụ song hành y tế rất là tuyệt vời. Vì có nhiều khách hàng của Diễm phân vân là khi mà ốm đau bệnh tật, thậm chí các anh chị còn gọi điện thoại cho Diễm hỏi là Diễm ơi, em giúp chị xem em có quen bác sĩ nào đó để giúp chị. Nhưng mà may ra là mình có một cái dịch vụ song hành y tế rất tuyệt vời, đã giúp cho nhiều khách hàng mình bớt đi những cái nỗi lo đó. Do đó là Diễm thường hay gói vô giúp khách hàng của mình về cái quyền lợi song hành y tế ở trong cái chăm sóc sức khỏe. Dạ, em cũng đồng ý với chị Diễm á, tại vì mình đã nói là mình mang đến gói giải pháp bảo hiểm trọn vẹn cân bằng, đúng không? Là mình đã có sản phẩm chính nè, các sản phẩm bổ sung. Nhưng mà hiện nay sản phẩm chính của mình thì chưa có kèm thêm cái dịch vụ song hành y tế, thì không có lý gì mà mình lại quên mất cái sản phẩm CHR 2.0, đúng không chị? Bởi vì đó là cái quyền lợi đặc biệt mà chỉ có khách hàng tham gia của AA mới có quyền lợi này. Thì em thấy là chỉ cần một cái sản phẩm CHR 2.0 thôi mà nó mang đến cái hiệu quả và sự nổi trội về cái quyền lợi đặc biệt tại AA rất là nhiều. Nên khi mà chị Diễm nói cái điểm này, em Linh rất là đồng tình, và cũng xin nhắc các anh chị là các anh chị ơi, các anh chị đừng quên kèm cái sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe CHR 2.0 vào nhé. Khi mà em nghe chị nói chị gói sản phẩm bổ sung như vậy, thì em tính ra là cái hợp đồng của khách hàng là sẽ từ 15% phí đóng của sản phẩm bổ sung trở lên. Thì không biết là chị có gặp phải những cái từ chối thắc mắc nào của khách hàng, lúc đó chị sẽ xử lý như thế nào, chị có thể chia sẻ cùng với mọi người được không?
Thì trong lúc mà chị đi gặp khách hàng thì cũng có rất là nhiều cái xử lý từ chối, như là khách hàng sẽ hỏi mình là cái phí đó mất đi, rồi bên cạnh giá trị hoàn lại nó sẽ lâu, hoàn vốn nó sẽ lâu. Tuy nhiên là Diễm đã tìm hiểu nhu cầu ngay từ ban đầu và Diễm đã kết hợp với những cái gì mà khách hàng cần để ngay thời điểm này Diễm có thể gói vào cái sản phẩm, thì khách hàng sẽ không còn phân vân và từ chối nữa, vì khách sẽ hài lòng khi mà khách đưa ra một cái nhu cầu cho mình và bên cạnh mình đã đáp ứng được cái nhu cầu đó cho khách rồi, thì khách sẽ rất là hài lòng mà không còn phải từ chối thắc mắc nhiều cho khi mà mình tư vấn và gói sản phẩm nữa. Và ví dụ như có một số khách hàng mà Diễm đã tư vấn trước đây, và có những khách hàng họ chưa có được đầy đủ những cái quyền lợi như thế, vì lúc đầu Diễm cứ chiều theo khách hàng là nếu khách hàng không tham gia bảo hiểm bổ sung là mình không có phải phản ứng gì hết và đồng ý theo khách hàng. Nhưng mà sau khi những lần mà khách hàng có được cái sự kiện bảo hiểm xảy ra mà Diễm không làm được cái bồi thường giúp khách, thì lương tâm của Diễm rất là rai rứt, rất là cắn rứt lương tâm của mình, không có chịu đựng được. Nên là do đó trước khi đi đến với khách hàng là Diễm mang một cái tâm thế là phải bảo vệ, làm sao mình phải giải thích cho kỹ và rõ giúp khách hàng được bảo vệ an tâm hơn, thì Diễm sẽ gói gọn sẵn những cái sản phẩm như thế. Và bên cạnh đó, khi trong những đợt vừa qua thì khách hàng đã nhận được cái những cái bồi thường đó rồi, thì hài lòng thì khách hàng sẽ giới thiệu người thân bạn bè thêm cho mình nữa. Đó là những cái tâm thế mà Diễm đã làm trong thời gian qua. Như là khách hàng của Diễm vừa qua, chẳng may anh bị F0 mà trước đó Diễm rất là nhiều lần phải xử lý từ chối để giúp anh, vì vợ rồi người thân hàng xóm nói là cái sản phẩm bổ sung này là tham gia là mất đi, nó không có giá trị hoàn lại, mình tham gia sẽ bị lỗ. Và Diễm phải giải thích rất là nhiều lần, nhưng vừa qua anh bị F0 thì anh đã được Diễm hỗ trợ làm một cái thủ tục bồi thường. Thì đổi ngược lại, vợ anh nhắn tin và gọi điện thoại cảm ơn Diễm rất là nhiều, vì nhờ Diễm mà đã giúp đỡ cho gia đình chị vượt qua những khó khăn trong cái dịch bệnh vừa qua. Thì đâu đó cũng là sự hài lòng của khách làm cho Diễm cảm thấy an tâm hơn trong công việc của mình, và cũng hài lòng với công ty của mình nữa. Đó là mình cách mà gói gọn sản phẩm đầy đủ, thì khách hài lòng thì mình cũng sẽ an tâm hơn. Chà, vậy là hay quá chị ha. Là khách hàng họ vừa nhận được giá trị đó mà mình cũng cảm thấy vui vì ý nghĩa công việc của mình mang lại. Vì lúc đầu mới đầu mình bổ sung cái này cho khách hàng, mình chỉ nghĩ rằng là bổ sung cho tốt nhất thôi. Nhưng mà đến khi khách hàng được giải quyết quyền lợi đó rồi thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc với công việc của mình, đúng không chị Diễm? Và em nghĩ là không những chị Diễm đâu mà tư vấn viên nào làm được điều này và cảm nhận được khách hàng của mình nhận được giá trị đó, chúng ta sẽ cảm thấy là giá trị công việc của mình và thêm yêu cái công việc của mình hơn, chị Diễm ha. Sau khi mà nghe chị cũng như là bạn Nhung chia sẻ, đâu đó em vẫn có một cái thắc mắc là mặc dù tư vấn viên mình biết điều đó là tốt, khách hàng mình biết điều đó là tốt, nhưng quay lại tư vấn viên của mình, đôi khi mình lại không nhớ, mình lại không thường có một cái thói quen kèm cái sản phẩm phí bổ, kèm cái sản phẩm bổ sung này vào, và cũng không nhớ rằng là chúng ta cần ít nhất là chiếm 15% tổng phí sản phẩm bổ sung trên tổng sản phẩm này. Có những lúc chúng ta quên, hoặc là có những lúc mà chúng ta cũng cảm thấy ngại với khách hàng, thì chị Diễm có thể chia sẻ giúp em cùng với mọi người là có bí quyết nào mà chị Diễm có thể làm đều đặn được cái việc này cho người khách hàng của mình khi mà mình thiết kế hợp đồng được không chị? Huyền Linh thân mến, thì đối với chị Diễm thì luôn luôn có một cái tâm thế cho mình, đó là khi đi đến khách hàng là phải bảo vệ đầy đủ trọn vẹn cho khách hàng sẵn, và cài đặt sẵn một cái tư duy cho mình, đó là luôn luôn thiết kế làm sao cho cái sản phẩm bổ sung phải đạt đủ 15%. Và bên cạnh có một cái thói quen là Diễm gói sẵn cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe CHR 2.0, và bên cạnh cái chi phí nằm viện nè, rồi cái quyền lợi toàn diện bệnh hiểm nghèo nữa, thì cái đâu đó nó cũng đã có sẵn vào trong một cái nguồn, Diễm không phải tính toán nhiều nữa.
mà mình chỉ dành một cái thời gian làm sao cho mình có thể tư vấn cho khách hàng hiểu kỹ và rõ thôi. Do đó là Diễm có một cái cảm nhận là mình phải gói đâu đó phải ít nhất 15% thì mới đủ đầy đủ quyền lợi cho khách hàng của mình. Và bên cạnh nếu mà đủ quyền lợi cho khách hàng của mình là cũng sẽ tốt cho công ty của mình về sau nữa. Vì nếu không đầy đủ 15% về sau khách hàng phàn nàn, nó cũng ảnh hưởng đến công ty của mình. Và bên cạnh hay hoặc là nếu như không đủ quyền lợi thì cũng ảnh hưởng đến cho đại lý của mình nữa, đúng không các anh chị? Và bên cạnh do đó là Diễm luôn luôn thiết nghĩ rằng là mình phải gói đủ 15% tốt cho khách hàng, tốt cho công ty và cũng sẽ tốt cho tư vấn viên của mình nữa. Không phải là vì mình đi làm là luôn luôn lương tâm mình nghĩ là sẽ bảo vệ đầy đủ cho khách hàng, nhưng tuy nhiên đâu đó cũng phải có quyền lợi cho khách hàng của mình nữa, đó là mình sẽ được tối ưu hóa thu nhập. Thì đó là những cái gì mà Diễm mong muốn cho khách hàng, nhưng cũng không quên công sức của chị em, anh em mình bỏ ra nữa. Đó là những gì mà Diễm cứ lặp đi lặp lại và Diễm đã học hỏi từ những anh chị thành công đi trước cho đến bây giờ. Do đó là Diễm cứ làm đi làm lại theo một cái nguồn sẵn như thế. Qua hai cái phần chia sẻ của hai chị á, thì Linh xin được phép tóm lại là khi mà chúng ta bổ sung thêm cái sản phẩm bổ sung này cho khách hàng, các anh chị tư vấn viên đừng ngần ngại nữa hả? Đừng ngần ngại trong chính bản thân mình và đừng ngần ngại cho khách hàng, bởi vì rõ ràng là nó đầu tiên nó đang tốt cho khách hàng, đúng không ạ? Nó đang có lợi ưu tiên số 1 cho khách hàng, có lợi cho công ty và có lợi cho cả tư vấn viên của mình nữa, thì có lợi cho cả đôi bên thì không có lý gì mà mình không làm cái việc này tốt ha. Và cái thứ hai đó là chúng ta muốn làm việc này tốt thì chúng ta phải tạo nó thành thói quen, và chúng ta phải luôn luôn cài đặt được cái tư duy đó là chúng ta phải làm trọn vẹn nhất, tức là bổ sung cái sản phẩm bổ sung ít nhất là từ 15%, cứ nhớ con số 15% tổng phí của sản phẩm bổ sung trong gói sản phẩm này, thì chúng ta sẽ tạo nó thành thói quen và thói quen đó sẽ dẫn đến thành công. Và một điều mà Linh cũng muốn khẳng định lại một lần nữa đó là khách hàng có thể từ chối, nhưng các chị tư vấn viên đừng lo lắng, bởi vì chúng ta đang làm điều tốt cho cả đôi bên. Và nếu khách hàng vẫn còn từ chối với chúng ta nữa thì cách xử lý đó là chúng ta hãy đưa ra một số tình huống thực tế, ví dụ như chị Diễm đã từng chia sẻ với chúng ta những câu chuyện của khách hàng khác cũng giống như họ là từ chối ban đầu, nhưng mà sau đó là thấy được cái giá trị của sản phẩm bổ sung nó nhỏ nhưng mà vô cùng có vỏ. Như thế này thì không có lý gì mà họ bỏ qua cái điều này. Và Linh xin được phép minh họa cái sản phẩm bổ sung nó quan trọng giống như là chiếc iPhone, một chiếc điện thoại của mình với mạng 3G hoặc là 4G. Các anh chị cứ thử hình dung ha, nếu mà chúng ta đi mua một cái điện thoại Samsung hoặc là iPhone hoặc bất kỳ cái điện thoại smartphone nào đó, chúng ta mua về và chúng ta chỉ đặt SIM vào thôi, chúng ta nghe gọi và nhắn tin với những người có số điện thoại với mình thôi, mà chúng ta không có cái mạng 3G hoặc là 4G hoặc là Wi-Fi. Thì ngày trước thì còn thấy được chứ, với thời đại thông tin như bây giờ mà các anh chị không có mạng internet luôn luôn sẵn trong điện thoại của mình, thì Linh nghĩ rằng cái chiếc điện thoại smartphone đó nó sẽ không còn smart, nó sẽ không còn là chiếc điện thoại thông minh và hữu ích bằng khi mà chúng ta bổ sung cái mạng điện thoại, mạng internet kết nối vào, đúng không các anh chị? Và cái sản phẩm chính giống như là một chiếc điện thoại smartphone của chúng ta vậy. Và 3G hay 4G chúng ta chỉ cần bỏ ra mỗi tháng từ mấy chục nghìn cho đến 100 nghìn, một cái chi phí rất nhỏ so với cái tổng phí của sản phẩm chính thôi, nhưng mà cái lợi ích nó mang lại thì vô cùng giá trị. Và các anh chị hãy luôn nhớ cái hình ảnh này để các anh chị có thể mang đến cho khách hàng không phải là một chiếc điện thoại smartphone mà là một cái smart, một cái sản phẩm, một cái hợp đồng sản phẩm rất là trọn vẹn, rất là thông minh và có giá trị hữu ích đối với họ, đúng không các anh chị? Và nếu trong trường hợp mà khách hàng của chúng ta vẫn tiếp tục từ chối thì các anh chị đừng lo lắng, họ vẫn khăng khăng từ chối thì các anh chị cứ đợi thêm thời gian nữa đi, chúng ta cứ chăm sóc khách hàng liên tục, cứ chăm sóc tốt và chúng ta hoàn toàn có thể thuyết phục khách hàng tham gia bổ sung thêm sau đó, và bổ sung càng sớm càng tốt, có cần hơn không, đúng không ạ? Bởi vì càng lớn tuổi thì mức độ rủi ro càng lớn và họ vẫn cần được bảo vệ. Còn cái thời hạn của hợp đồng của sản phẩm chính có đáo hạn, có kết thúc hợp đồng xa như thế nào,
mình đã trả lời như lúc đầu rồi. Còn cái việc mà họ được bảo vệ, nhiều lớp bảo vệ thông qua các sản phẩm bổ sung là cái điều cần thiết với họ, cần phải có.